Vâng, trận đầu tiên full sao trong năm mới 10 10 ủa 10 tơn và 30 sao. Vâng, one hit không chừa pha nào. Ui giời. Giờ thì mình chưa biết nhắm là nào. Ok chứ vậy. Vâng, một đối thủ đến từ Madagascar. Thôi thì cứ làm trận đi nào. Đây là tao hơn 12 thì cứ nhắm thằng tao hơn 12 mà vụt thôi. Úi dồi ôi. Cứng cáp quá nhờ. Đánh. Không nói nhiều. Chả biết địch sẽ như thế nào đâu. Thế kệ cứ chơi đã. Chuyện gì đến nó đến. Chuyện gì chưa đến thì nó đến sau. Ok em mày. Làm trận nào. Mình coi như đây sẽ là cái series cho vâng cái gì người chơi cô đơn nhất Clash of Clans video đầu tiên cho năm mới đi đến đi bem. Ôi ôi wish 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 ơi ơi chơi đồ của Tesla khu vực này. Vâng, lính hội thành chơi khí cầu chiến bay vào em mê. Bịt lại em mê. Úi giời bạn làm tớ sợ bạn quá. Vâng, bạn làm tớ sợ quá rồi đấy bạn ơi. Vâng, tớ đã sản xuất lính nhanh rồi mà. Nó mà hẹo thì về lại chơi tiếp. Úi giời. Vâng, trận vua như thế này thì đội bạn khả năng lại nằm sàn rồi. Như thế này thì đội bạn lại nằm nằm hẹo sớm rồi. Giật, 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 giật. Bịt lại này. Gồng kinh này. Vâng, quấy nhiễu khu vực bên trong này. Vâng, gồng cả queen luôn để cho nó Inferno một tia nó không biết phải đốt cái gì. Vâng, đốt ra làm sao. Bởi vì quân nó quá đông mà. Vâng, chơi đi bạn. Chơi đi. Này thì làm trận vua xong rồi tớ về còn chuyển A khác tớ đánh. Bởi vì là cũng không biết là nó sẽ nó ăn của nhà của tôi như thế nào nữa. Chứ nó chặt cái cây kia, vâng, chậu cây may mắn mà chặt xong không biết như thế nào. Rồi, một trận mở hàng ngon nha. Đội bạn cũng đánh ghê đấy. Chờ bạn chờ tôi tí, xin lính rồi tôi bèm tiếp cho bạn xem. Ok nha mẹ. Vâng, làm tơn nữa đây. Đây là một con hàng cứng của mình thì có lẽ là chọn nhà nào mềm mềm ở dưới mà vụt đi. Đây, làm trận đi. Quẩy nha. Đánh cho đội bạn không còn mảnh giáp nào. Được rồi, quýt quýt quýt. Chạy này thì Queen 10 với chúng tôi này. Queen 10. Thằng trụ đi ra đệ. Hay quá em ơi. Ít nữa. Bây giờ. Ok em ơi. Cùng 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 Minion. Minion. Minion ở đây nữa. Thổi gió với chúng tôi này.
giày ơi, làm nhau với tớ này. Ok, dứt điểm luôn. Dứt điểm luôn các bạn nha. Hay là làm tơn nữa không? Xin quân này, vụt cái này này. Đấy. Nói chung là nhà của tớ sưu tập khá là nhiều đồ đấy. Nhưng mà con ạc này chưa phải là con ạc phấn khởi nhất đâu. Thực chừng này quân nữa thì tớ làm thêm trận nữa đi cho nó mát máy này. Vâng, hô 8 với chúng tôi. Vâng, chơi không cần lính hội thành luôn. Vâng, xử lý nhất người luôn. Này thì người chơi cô đơn luôn này. Tấn công. Ôi dồi ôi, thằng Tình chạy nhanh đấy. Phá nốt cái dưới này. Và nó sẽ sập thôi. Ô kìa, đi hết rồi. Đi hết rồi là đi hết rồi. Minion. Cung. Let's go. Vào hết đi. Trận này không cần thả King Queen cũng được. Đằng nào chả win. Vào đi, thả sớm đi nào. Xin mời bạn rồng lớn ra đây. Tớ cần hết luôn bạn ơi. Và nói chung là cái mở về cái chướng ngại vật và chậu cây may mắn thì nó có kết quả bất ngờ như thế là anh em biết rồi đấy. Và tớ thử 3 hạc rồi thì có lẽ hạc nào nó cũng thế thôi các bạn ạ. Và nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu về cái lịch sử của các chướng ngại vật thời gian gần đây, mấy năm gần đây lúc mà mình bắt đầu mình làm YouTube, thì anh em cứ tìm kiếm lại là sẽ thấy nha. Vì mỗi sự kiện là Supercell họ lại có thêm một cái chướng ngại vật đặc biệt vào cuối năm, hoặc là những cái sự kiện nào kỷ niệm sinh nhật chẳng hạn, nó đều có cả các bạn nha. Halloween cũng có nha. Ok. Và như vậy thì anh em có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi trong cửa hàng, cứ liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming thì mình sẽ hỗ trợ múc cho anh em cực kỳ nhanh gọn luôn các bạn nhá. Đây, mấy cái gói ưu đãi này 11 ngày nữa, 12 ngày nữa mới hết. Anh em thoải mái nhắn tin theo fanpage của mình mà múc nha. Và đặc biệt là mấy cái gói này thì đừng nên bỏ lỡ, bởi vì cái gói này nó có 4 ngày thôi. Anh em lưu ý múc nha. Ok, bye bye. Ok, bây giờ thì làm trận nữa nào các bạn. Tỷ lệ phần trăm xong không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Thì để giảm áp lực thì làm tơn tấn công to hơn 10. Múc đây. Tấn công to hơn 10 để cất giành tướng. Cất giành tướng anh em biết làm gì không? Để đánh lượt thứ hai cho nó phấn khởi hơn. Let's go. Trận này thử không sử dụng lính nhá. Lính hội phát nha. Ôi giời. Bịt ba lại. Úi giời ơi. Zoom. Úi giời ơi. Vâng, bịt cái này nữa các bạn này. Rồi rồi, tớ hy vọng là không bị hẹo quản giáo. Đang mong muốn là không bị hẹo quản giáo. Đúng rồi. Quản giáo cái e. Vâng, cực kỳ căng cò. Rồi, quản giáo đỏ loét máu rồi. Và như vậy là phải dùng sang trận khác rồi. Giao bánh thôi. Quản giáo phải nghỉ ngơi chút xíu rồi các bạn ạ. Mình tính là đánh trong nhà này thì quản giáo nó sẽ vào nó đánh luôn, nhưng mà có lẽ là phải nghỉ một chút xíu. Rồi. Không sao, vẫn lia là ngon rồi. Làm thêm trận lượt thứ 6 nào các bạn. Quẩy đây. Ôi dồi ôi, nhà gì thế này. Tổng tấn công nào các bạn. Phá động đất từ đâu đây. Rồi tôi cứ phá xa như thế này không biết có được không. Rồi, thông rồi. Hai golem hai bên, xe bò ở giữa. Ok, trụ nguy giác là cứ vậy bắn tỉa nha. Vâng, anh em thông cảm. Đây là cái combo siêu dị. Ý.
Oh no, bom. Đúng rồi. Thông đi, đúng rồi. Anh em cứ theo cái đường đấy vào mà quẩy nhá. Độc dược triển khai luôn. Đấy, trong điện chính trưởng. Đại quân quay tay và hồi máu ngay trong khu vực này nào. Đúng rồi. Hay lắm em mê. Xe bò chưa? Mình vừa mới có pha xử lý gì cồng kềnh thế nhỉ? Mình vừa mới có pha xử lý rất là cồng kềnh luôn các bạn. Balloon, có gì không? Úi giời, dòng điện tớ ra chơi rồi. Các bạn ơi, chờ tớ nhá. Chú Archer cũng lên hết ở trên kia rồi. Vâng, em Queen. Tháp bom kìa, bịt lại. Quay đi nào Valkyrie. Vẫn đang rất là nỗ lực. Golem của chúng ta đang hút bom tốt nha. Hút cho trụ Archer bắn vào. Vẫn còn. Chúng ta vẫn còn một băng. Bịt lại dòng điện rồi. Đi một đường quyền đi nào em ơi. Em Queen sẽ phải gồng để thông tường nhanh. Khẩn trương. Rồi, thông rồi các anh ơi. Baby dính quả bóng đen kìa. Vâng, trận này không win không lấy tiền. Và win rồi. Video thì nhanh để còn anh em bem trận nữa nào các bạn. Được của nó quá. Vâng, phải thống nhất cái clan này thôi. Vâng, phải cho đội bạn biết là thế nào là Akarichi. 6 turn rồi, chúng ta còn 4 bay thôi. Ngon. Ơi, đằng nào thì cũng chơi tới rồi thì gợi ý top 1 thì đánh top 1 thôi. Làm gì căng. Ôi. Như này thì căng đấy. Cứ mai tới lui chẳng nhớ đường về. Ok baby. Let's go anh em ơi. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Ào. Lên. Vâng, khí cầu lên cho anh. Này thì chơi với chúng tôi này. Bịt này. Quỳn lão nháo này.
Lão nhào chúng tôi à? Vâng, vừa phải thôi bạn ạ. À, vâng, nãy giờ biểu diễn trôn hơi nhiều đấy, bạn cứ tưởng là bạn ngon à. Này thì múc với chúng tôi này, này 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 thì tha hồn 13 với chúng tôi này, lìa nhá. Rồi 8 tên đã xong, chuẩn bị tiếp nào. Vâng, thứ 9, thứ 10 sẽ liên tục luôn anh em ơi. Ok, vâng, 8 lượt 3 sao rồi và lượt thứ 9 nó gợi ý đánh nhà này thì thôi quất thôi. Nào. Ồ. Vâng, cẩn thận là bị trôn như cái nhà hồi nãy nữa thì toang. Kệ đi, không sao đâu. Mọi chuyện nó sẽ ổn thôi mà. Ôi dồi ôi. Đùa tôi à? Đồ chơi gì mà lắm thứ đồ chơi ở góc bên kia vậy? Vâng, anh em từ từ, có gì vào bảo đóng cửa bảo nhau chứ. Đùng cái vào con Royal kia cấp 23 nó xiên mất mấy con rồng của tớ rồi kìa, lệch hết cả đại quân rồi. Đúng rồi, càng cò phết nhỉ. Địch khu vực nhà chính lại nè, cuồng nổ trung tâm và băng lại nữa. Tớ đã nhịn được kinh tuy nó không thi đấu rồi mà bạn lại cứ phải cà khịa tớ, khổ ghê. Rồng kinh lên để đi ăn bên này. Úi dồi ôi, nhìn vậy chứ vẫn nhiều nhiều nơi để đi phết cơ không ạ. À, nhiều chỗ, nhiều công trình cần phải ăn phết đấy. Bây giờ toàn trôn thôi, toàn trôn thôi, trôn thôi em ơi. Rồi hồ đang nỗ lực thi đấu. Dòng điện thì hẹo gần đến đít rồi. Ê, được rồi bạn. Bạn nãy giờ bạn chơi tớ thế được rồi, một hit nữa nằm luôn. Nằm luôn. Này 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 thì chơi tôi này. Vâng, đã nhịn rồi thì chớ cứ trều 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 chót cho nó cái nữa. Đúng rồi. Vâng, đấy mới rồi 11 thôi nhá. Này thì gồng queen ngài ăn cho nó sung này. Ui giời ơi. Vâng, như vậy là tên cuối cùng tôi lôi ạc thao 13, tôi đập nhà số dưới kia. Vâng, chưa đủ tướng tôi cũng đập luôn. Giận hết cả người rồi. Đùa với nhà chùa này. Vâng, thì làm trận mở hàng vua đầu năm full sao luôn mọi người chơi cô đơn Clash of Clans này. Một tên nữa thôi, một tên nữa thôi là bạn sẽ phải nằm xuống. Lấy than hơn một là top 1 là đập luôn. Vâng, tên đánh cuối cùng làm trận cực kỳ trôn luôn các bạn nha. Chơi King Queen mà không chơi đại quản giáo này. Gụt cái nhà này. Và đây sẽ là một trận vua mở hàng cho năm 2021 không? Một trận vua nhất người. Người chơi cổ đơn nhất Clash of Clans. Trận vua đầu tiên cho năm nào. Và giã cho đội bạn là không trượt phát nào. Cố lên. Trận này là tớ chỉ sợ spell thôi. Sợ cái thổi gió kia nó lùa thôi. Và hiện tại là tớ đang chơi với combo là không có tướng nhá. Anh em nhá. Combo không có tướng này. Không còn băng. Yeah. Rồi King Queen quẩy đi. Rồi, tớ sẽ cho các bạn thấy được bộ đôi chất chơi người rơi đây. Rồi, các bạn hãy nhìn nha. Bùm, wow, hình ảnh hiếm có đấy các bạn nha. Vâng, quá đẹp và hiệu ứng là quá tốt luôn. Rồi, trận đầu tiên full sao trong năm mới 10 tên và 30 sao. Vâng, one hit không chừa pha nào. Ui giời, nó lại quá đẹp các bạn nha. 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui giời, càng đẹp 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 luôn. Đấy, một trận vua mở hàng cực kỳ tốt. Vâng, kết quả ra sao thì tớ cũng win thôi. Đội bạn còn có 3 tên mà làm sao mà lia được nhà tớ. Yes, hãy chúc mừng mình đi nào. Anh em có nhu cầu mua mấy cái đơn vị mới, những cái gói này thì mong tớ đã làm video đập hết rồi. Thì cứ liên hệ mình theo đúng đường mình fanpage nha. Hẹn các bạn tất cả những video của các bạn trong video tới. Bye bye anh em và chúc mừng năm mới.